Tại Anh Quốc, một cậu bé tên là Gian có biệt danh Big Dog đam mê đua xe mô phỏng đang bóc hộp mở ra một tay lái vô lăng siêu xịn và khoe với người bạn qua điện thoại rằng cậu ta chỉ mất một tháng lương làm ở tiệm giày để tậu được nó vì cậu quá chán cảnh phải chơi ở tiệm cà phê net. 99% những người chơi ở đó đều là bại thủ dưới tay cậu. Lúc này bố của Big Dog vào phòng rủ cậu đi đá bóng ra ngoài hít thở không khí một chút. Nhưng nam chính đã từ chối và chính cậu cũng hiểu rằng bố cậu không ưa gì lối sống chỉ thích ở phòng chơi game của mình cả. Nam chính đua thử một đoạn với chiếc vô lăng mới cùng người bạn thì mô hình ô tô bỗng hiển thị xung quanh khi cậu đang thiết lập xe, chứng tỏ cậu bé này có một năng lực cảm nhận về thiết bị xe siêu đỉnh. Lúc này tại Nhật Bản, một nhân vật nam tóc dài tên Danny Moore đang thuyết trình về dự án được tạo ra vào 25 năm trước của Yamachi có tên gọi là Gran Turismo. Có thể nói đây là trò chơi mô phỏng đua xe giống thật nhất trên thế giới được tạo ra với mục đích đưa mô hình đua xe tiếp cận gần hơn với đại chúng ngoài kia. Danny đang nói về cách làm sống lại giấc mơ lái xe của 80 triệu người bằng việc tổ chức một cuộc thi mà trong đó những game thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ tham gia giải đua xe thực tế chuyên nghiệp. Danny và Nissan sẽ giúp họ từ sau vô lăng giả lập trong trò chơi ảo cho đến việc trở thành nhà vô địch đua xe, từ đó tái thiết lập sự ảnh hưởng của Gran Turismo với cộng đồng. Và ý kiến này của anh đã được đồng ý. Với một điều kiện, Danny phải tìm được một kỹ sư trưởng có đủ trình độ để đảm bảo không có bất kỳ điều gì xảy ra cho tay đua và mọi thứ chính thức bắt đầu từ đây. Gọi điện thoại để tìm một người xứng tầm làm kỹ sư trưởng nhưng liên tục thất bại. Những cái tên bị gạch trong quyển sổ tay của Danny ngày một dài, không biết là anh từ chối họ hay họ từ chối anh. Ở cái tên cuối cùng là Jack, Danny có nốt thêm một cụm từ là méo bao giờ, nhưng bí quá cuối cùng anh cũng đi tìm Jack để nhờ giúp đỡ. Tất nhiên là ông này không đồng ý và cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ. Làm sao có thể đưa những đứa nghiện game chỉ ngồi trong một căn phòng ngủ để ra ngoài và đua thật với vận tốc 300 km/h? Chơi game thua thì có thể chơi lại chứ còn đua thật thì khả năng mất mạng hoàn toàn xảy ra. Nên ngoại trừ những vận động viên chuyên nghiệp đã được luyện tập thường xuyên thì tất cả đều khó mà có thể thành hiện thực. Dù quyết liệt từ chối thế nhưng vài ngày sau Jack đã phải gọi điện thoại cho Danny đồng ý hợp tác. Lý do là ông đã bị một tay đua chuyên nghiệp xỉ vả xem thường và cho rằng Jack chỉ là một thằng thợ máy quèn sống ất ơ sau ánh hào quang của 15 năm trước. Tức cái mình, Jack đứng dậy khỏi bữa tiệc đi về và trở thành kỹ sư trưởng của chiến dịch mà Danny vẽ ra trước đó. Cuộc thi mở đầu với việc đưa ra thông báo cho những game thủ số 1 của trò chơi Gran Turismo. Họ sẽ được tham gia một trận đua để trở thành thành viên trong học viện GT. Nam chính mừng rỡ vì anh biết cuộc đời của mình có thể bắt đầu sang trang mới, từ đây sẽ không còn bị thằng em trai láu cá nói kháy ở những bữa cơm nữa. Hay bị bố cho rằng việc theo đuổi đam mê đua xe là không thực tế, không phù hợp. Để có thể tham gia đường đua này, nam chính càng ra sức luyện tập, nhưng lúc này em trai Gian vào phòng rủ cậu đi quẩy. Ban đầu nam chính không hứng thú nhưng khi nghe đến tên Crash thì lại phóng đi ngay sau khi xịt khử mùi khắp người. Chơi đùa tí xong thì hai anh em nhà Gian cùng một người bạn lái xe bố của cậu về nhà. Do hai đứa nhóc kia đã có uống bia nên cứ gây rối khiến xe của họ va chạm vào một chiếc xe khác và bị cảnh sát bắt lại. Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc thi mô phỏng ngày mai nên Gian đạp ga phóng chạy bỏ lại xe cảnh sát cố gắng đuổi theo sau. Và tay lái của anh đến hôm nay mới được em trai công nhận, dù có chút miễn cưỡng. Nam chính phải chấp nhận hình phạt đến công trường làm việc phụ bố vì đã làm hỏng xe, vậy nên đến muộn so với giờ bắt đầu cuộc thi nhưng vẫn kịp để vào lái. Cậu từ xếp hạng chót do muộn cho đến việc từ từ leo lên những vị trí top đầu của bảng xếp hạng và cuối cùng đã về nhất sau khi vượt qua người top 1. Gian chuẩn bị cho chuyến đến trại huấn luyện GT bất chấp sự phản đối kịch liệt của người bố đầy nghi hoặc. Phải công nhận ông bố này hay càm ràm vậy thôi chứ cũng rất thương và lo lắng cho con trai mình. 10 game thủ trong trò đua xe mô phỏng xuất sắc nhất thế giới đã được chọn và có mặt tại học viện GT. Danny vẫn mãi luyên thuyên về tương lai rực rỡ của người chiến thắng vô địch cuối cùng trong 10 người để trở thành một tay đua thực thụ ngoài đường đua thực tế của team Nissan. Tới lúc Jack phát biểu, thay vì động viên, ông lại vả vào mặt các cô cậu thí sinh bằng những lời nói thực tế nhất. Họ hoàn toàn có thể đánh mất mạng sống của mình chỉ vì một phút không tập trung khi thi đấu chứ không đơn giản là chơi lại từ đầu như trong game. Khóa huấn luyện chính thức bắt đầu, đầu tiên là rèn thể lực, sau đó rèn phản xạ và chạy xe thực tế trên những đoạn đường khó cua khiến 5 người chơi phải bỏ cuộc vì nó không hề dễ như họ tưởng tượng. 5 người còn lại tiếp tục cuộc huấn luyện khắc nghiệt, thậm chí là cả việc phải trả lời phỏng vấn trước truyền thông như thế nào cũng phải học. Trong một lần đua thử, Gian lái khi ngồi cạnh Jack, lúc cua nam chính đã va vào hàng rào bảo vệ và bị ăn chửi của kỹ sư trưởng. Nhưng cậu bé đinh ninh rằng lý do cho sự cố này là do hệ thống phanh bị trơ khoảng vài mili giây. Jack cười khẩy nghĩ cậu bốc phét vì không ai có thể cảm nhận được điều này kể cả ông, nhưng Jack vẫn cho người kiểm tra xe thì nhận được kết quả đúng như những gì Gian nói. Dù thua trước cậu bé vắt mũi chưa sạch nhưng ông lại thấy rất vui vì biết rằng nhà vô địch tương lai nằm ở đây rồi. Cuộc đua trong 5 game thủ còn lại chính thức bắt đầu. Dù rất giỏi về việc lái xe mô phỏng nhưng tâm lý của nam chính luôn gặp vấn đề về sự sợ sệt. Gian tự an ủi bản thân rằng đây cũng chỉ là một game như thông thường mà thôi. Ban đầu anh chỉ đứng thứ 5 ở vòng 2, sau đó lại vươn lên vị trí thứ 3 rồi thứ 2. Ở vòng cuối cùng, nam chính mạo hiểm chọn góc đua hẹp để có thể dẫn đầu vượt lên trên một tay lái cừ khôi khác.
Điều này quá quen thuộc với cậu, nhưng chỉ là khi ở trước vô lăng giả lập mà thôi, còn đây thì có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Cuối cùng Gian cũng đã về đích dù khoảng cách với người thứ hai chỉ chưa tới 0.01 giây. Đang định thông báo kết quả thì Danny chặn họng và cho rằng nên lựa chọn người về nhì vì khả năng phỏng vấn của nam chính quá tệ. Jack từ chối điều này và vẫn công bố người thắng cuộc là Gian. Nam chính Gian đang trên đường bay đến nước Áo để tham gia cuộc thi với các tay đua chính thức khác, và điều kiện để được ký hợp đồng với Nissan là cậu phải về đích thứ tư. Đã hay run rồi mà Gian còn gặp vô số những trở ngại khác, từ áp lực khán giả thật ở trường đua cho đến một ông lão kỹ thuật khinh bỉ cậu chỉ là game thủ. Trận đầu nam chính bị chơi xấu nên văng ra khỏi đường đua và gần như là về chót. Ở các trận tiếp theo cũng không đỡ hơn là bao khi mà chiếc xe của cậu luôn gặp nhiều trục trặc khác nhau. Dẫu thất bại liên tục nhưng Gian chưa bao giờ từ bỏ, thậm chí còn hừng hực khí thế rèn luyện hơn bao giờ hết. Cậu tập luyện thể lực và rèn luyện tay lái để làm quen hơn với môi trường thi đấu thực tế. Càng ngày nam chính càng trông giống như một tay đua chuyên nghiệp rồi đó. Ở đường đua tại Dubai, đây là cơ hội cuối cùng để Gian theo đuổi ước mơ trở thành tay đua của mình và cũng có thể là người đầu tiên từ game thủ bước lên level chuyên nghiệp trên thế giới. Để được ký bản hợp đồng chất lượng từ Nissan, nam chính không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào. Trên đường đua Gian vẫn bị chơi xấu, đặc biệt từ tay đua láo toét mà tôi đã đề cập từ trước, nhưng cậu bé vẫn không chùn bước. Thậm chí càng nỗ lực hơn để ôm cua vượt qua tên này, tức giận tay đua láo toét đạp ga tiến thẳng về trước nhưng nhanh quá không xử lý kịp lại tông vào một chiếc xe khác. Dù chiếc xe của Gian cũng bị gặp vấn đề sau cú va chạm nhưng cuối cùng cậu vẫn về đích thứ tư để giành được bản hợp đồng đến từ Nissan. Quá vui mừng, anh gọi cho Grant và mời cô đến Nhật để ủng hộ mình trong đường đua chính thức đầu tiên sau khi lên danh thủ chuyên nghiệp. Trước khi bắt đầu cuộc đua, Gian tặng quà cho Jack, cảm ơn ông đã luôn ủng hộ và tin tưởng anh. Lúc đầu nam chính luôn giành ưu thế ở những vòng đầu tiên, thế nhưng càng về sau càng gặp bất lợi về mặt thời tiết. Trong lúc đang tăng tốc lên dốc, bỗng chiếc xe của nam chính bay lơ lửng trong không trung khiến Jack và ba mẹ ở nhà đau lòng không tả được. Sự cố này khiến một khán giả ở gần đó bị tử nạn, càng khiến tâm lý của Gian gặp vấn đề nghiêm trọng làm anh muốn từ bỏ chuyện đua xe. Thấy học trò ám ảnh nên Jack kể cho Gian nghe về quá khứ của mình. Thì ra trước đây ông cũng gặp một cú sốc tương tự, đó là trong lúc đua đã gây tai nạn khiến một đồng nghiệp qua đời, và vì sự hối hận mà ông đã chấm dứt sự nghiệp đua xe của mình. Ông không muốn Gian gặp vấn đề tương tự như ông, vì đây là chuyện ngoài ý muốn nên Jack khuyên nam chính phải vững tâm hơn thế nữa. Mặt khác, tay đua láo toét lại thông đồng với một nhóm người để yêu cầu phế danh thủ chuyên nghiệp của nam chính do cho rằng tay đua mô phỏng không đủ điều kiện tham gia các đường đua thực tế. Danny không muốn từ bỏ nên lại đưa ra thêm một ý kiến khác để cứu lấy Gran Turismo, đúng là chúa tể marketing mà. Ý tưởng đó chính là mời hai game thủ ở học viện GT quay trở lại để cùng Gian thành lập một tổ đội tham gia đường đua Le Mans huyền thoại của Pháp, chặng đua khắc nghiệt nhất thế giới. Bố của Gian đến thăm anh trước khi cuộc đua bắt đầu và thể hiện sự hối hận khi không ủng hộ con trai mình sớm hơn. Nam chính cũng ôm chầm lấy bố và bày tỏ sự tự hào của bản thân vì có người bố như ông. Gian bắt đầu cuộc đua trước nhưng lại chứng kiến một tai nạn thảm khốc của một tay đua khác khiến tâm lý anh bất ổn do nhớ lại chuyện cũ nên càng đua càng tuột về sau. Jack để khích lệ nam chính đã mở phát bài hát mà anh yêu thích giúp chàng trai lấy lại niềm tin. Cuộc đua ngày càng khốc liệt hơn và Gian phải trở lại đường đua sớm không kịp nghỉ ngơi do có một đồng đội bị chuột rút. Thậm chí còn bị chậm trễ thời gian do đội kỹ thuật làm ảnh hưởng đến việc xuất quân. Chỉ còn vài vòng nữa thôi nhưng vì có quá nhiều sai lầm làm Gian khó tạo nên kỳ tích. Dẫu vậy, nam chính quyết định dùng kinh nghiệm trong khi chơi game, điều mà anh đã trải qua hàng triệu cuộc đua mô phỏng trước đó, để áp dụng cho cuộc thi thực tế. Vòng cuối cùng là màn đọ sức giữa Gian và tay đua láo toét kia để giành vị trí thứ ba. Làm liều thì ăn nhiều, nam chính mạo hiểm ngay khúc cua để tận dụng từng giây một. Thật may là đến cuối Gian đã vượt qua tay đua láo toét về đích trước hẳn chỉ với nửa thân xe. Cả trường đua những ai ủng hộ anh đều vỡ òa hạnh phúc. Jack và Danny không còn đứng vững nữa vì họ không dám tin là mình đã làm được điều kỳ tích này. Mặc dù không phải là chức vô địch cao nhất nhưng vị trí thứ ba ở trên bục sẽ là bước khởi đầu cho những kỳ tích tiếp theo mà thôi, chỉ cần Gian không ngừng theo đuổi đam mê của mình. Nội dung video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.